Cậu nên hẹn đúng giờ vậy sợ. Đúng 6 giờ luôn không tới. Bói phủi rồi nghe, phủi. Sao ông kêu chị là thay hết cái thân cái này đó, ok. Khách của chị Loan là đấy đó, khách của chị Loan là... Khách chị Loan mấy khách đặc biệt lắm. Khách mồm mà thăng thăng của chị Loan là hơi bị đặc biệt xíu. Kêu là ai làm được, cái lúc chị kêu là rồi em rồi bà cho rồi mé trước bạn đã nghe, chứ ai làm được hết làm kỹ được, mà đừng có phì nước miếng vào mặt đâu. Ủa, cái nó ai phì vậy? Ông kêu đó, ông kêu, nhưng mà nói được có phì nước mặt luôn. Sao chị biết ra cơ? Ông nhìn gương cũng đi, mụn chi mà ghê đi, mụn chi mà máu mà bắn té lên đi, mà rõ ràng quần lau sạch bên ngoài hết rồi nghe. Thần tinh là cái trong cao điền này, chị bồi chị lấy cái khăn ướt, chị bồi chị lau lại. Nước miếng mặt không? Nó chỉ một miếng mặt thôi. Chắc không bị khẩu trang, chắc không bị khẩu trang, chứ mình bị thơm mà. Chắc bà đó. Ở đâu có từ đâu làm cho ông. Tức cười.
Tao quay mắt ổng là mỗi lần nói ghê lắm, hỏi vô chủ đề là ổng nói miết hè. Cầm cái cục ngủ với lại cầm cái kim rồi mà chích được. Nhắm mắt thòng đây. Có chích được đâu, mà nằm ở ngay cái cổ nữa. Còn chị chỉ rửa mà tê mà ổng cứ nghe điện thoại á. Không tài mà rửa được cái má bên đi. Rồi cứ thở chí 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 bên đi này. Ủa chú, ổng cắt điện thoại phát bắn mừng gì hết sợ. Mặn vui, vui lắm. Chị cũng vui. Thẳng lắm. Có chi đây nấy. Hồi đứa em nghĩ đến Nhân. Nói chuyện hay nói sát mặt khách khách. Ừ. Sát ghê lắm. Không, không đi khẩu trang, hắn không thích đeo khẩu trang. Hắn là phì vô mặt. Nhưng mình nói mình đang nuốt hơi vô đúng không? Mình chỉ nói là âm thanh thôi, còn hắn là nói thoải mái. Trang vô chứ cái hơi bay. Ừ, mình là bị khẩu trang hết. Nói chung từ ngày mà bị dịch xong là có thói quen bị khẩu trang như hồi xưa chị Loan hề. Dễ chứ bị thầy. Chị chẳng bị thở không nổi. Không quen lắm. Dịch đó mình chỉ còn không bị nữa. Lúc gì đâu mình nặng rồi mất tiền. Bịt như không bịt. Ý là do gì lo cũng không bịt.